tán mạng về Chiểu Tam trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Chiểu Tam xuất hiện nhiều lần trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Thứ nhất, Tam là biểu tượng cho sự chia rẽ, xung đột. Ba nước Ngụy, Thục, Mưu liên tiếp giao tranh với nhau, gây ra bao đầu thương cho xã hội loạn lạc thời ấy. Thứ hai, Tam là biểu tượng cho sự tài hoa, trí tuệ. Ba anh em Lưu Bị, Quan Phủ, Trương Phi là những người tài giỏi, có chiến lớn có thể thay Hán thất phục Hưng Giang Sơn. Và còn nhiều thứ liên quan tới chữ Tam trong thời Tam Quốc. Chữ Tam trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là một biểu tượng đa nghĩa, góp phần tô đậm nội dung và giá trị của tác phẩm. Bạn đã từng nghe câu Tam phân thiên hạ gia cát lương, thống nhất sơn hà tư mã phim chưa? Dưới đây tôi xin góp nhặt vài dòng suy nghĩ liên quan tới chủ đề này. 1. Tam khí Chu Du. Hàng ngàn năm trôi qua, các học giả Trung và người yêu Tam Quốc không ngừng tranh luận, đưa ra các giả thuyết về cái chết của Chu Du, người bị nghi ngờ nhiều nhất là Gia Cát Lượng. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Gia Cát Lượng ba lần chọc tức Chu Du, khiến cho Chu Du ức, tăng xông đến thổ huyết ra mà chết. Lần thứ nhất, khi Tào Nhân đại chiến Đông Ngô, Chu Du và Gia Cát Lượng giao hàng. Nếu Chu Du đánh lấy Nam Quận thất bại thì Lưu Bị đem quân đánh tiếp để chiếm lấy. Chu Du đánh lần đầu không thuận lợi, bị thương, bèn thương kế tự kế đánh bại quân Tào, nhìn Gia Cát Lượng đã thừa cơ đánh quốc chiếm được Nam Quận. Như thế là vừa không thất ước lại chiếm được địa bàn, trong khi Chu Du hào binh tổn tướng, bản thân bị thương mà trắng tay. Vì chuyện này mà Chu Du ướt ướt, vết thương cũ tái phát, ngã trên lưng ngựa. Lần thứ hai, sau khi Cam Phu Nhân qua đời, Chu Du hiến kế cho Tôn Quyền đem gả em gái là Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị nhằm dụ bị tới Đông Ngô rồi bắt giết. Nào ngờ Ngô Quốc Thái, mẹ Tôn Quyền lại yêu mến Lưu Bị. Chu Du lại bày kế khác tách Lưu Bị khỏi các huynh đệ và Gia Cát Lượng, dùng thanh sách mê hoặc Lưu Bị vui hưởng lạc mà quên đi ý chí đánh lấy thiên hạ, nhưng cái sách này cũng không thành công. Trong khi đó, Gia Cát Lượng lại bày kế để Lưu Bị an nhiên trở về Kinh Châu, lại còn khiến Chu Du trúng kế mai phục. Gia Cát Lượng cho binh sĩ đọc vang hai câu thơ Chu Lan Diệu kế yên thiên hạ, đã mất phu nhân lại thiệt quân. Chu Du nghe xong bức quá, vết thương sắp lành lại tái phát. Lần thứ ba, Lưu Bị đề nghị họ Tôn cho mượn Nam Quận, với danh nghĩa mượn Kinh Châu để cùng chống Tào Tháo. Chu Du tức quá, đang nghĩ ra kế mượn đường qua Kinh Châu để giúp Lưu Bị đánh lấy Tây Xuyên, thực chất là lấy lại Kinh Châu, nhưng kế này bị Gia Cát Lượng đoán biết bằng tương tế tiểu kế bao vây ngược lại. Chu Du tức quá, kêu lớn một tiếng, hộc máu mà chết. Trước khi chết còn ngửa mặt mà than trời đã sinh vua, sao còn sinh lượng. 2. Tam nghĩa Tào Tháo, tức ba lần ngửa mặt cười của Tào Tháo trong trận Thu Xích Bích. Trận thủy chiến Xích Bích, Tào Tháo đại bại vì mắc trận đồ đến hỏa công của Chu Du và Gia Cát Lượng. Sau khi Chu Du lập đàn cho Gia Cát Lượng cầu được gió đông, thủy quân của Tào Tháo trúng hỏa công đại bại. Tiếp đó là giai đoạn tháo chạy của Tào Tháo về hướng Hoa Dung. Tháo đã cười, người đời sao cho rằng cười trước cười sau cái cười của Tháo đều không phải chỗ. Nhưng luận lại cho rằng số Tào chưa cạn nên vẫn còn được cười trong hoạn nạn. Sự ấy gọi là Tam hỷ sự Tào Tháo. Lần cười thứ nhất, Tháo cứ nhầm hướng bắc mà chạy. Thấy ánh lửa đã khá xa, bây giờ Tháo mới yên lòng và hỏi, đây là xứ nào? Tả hữu thư, đây là phía tây của thành Ngu Lông, phía bắc của dị đồ. Tháo thấy cây cối um tùm, đứa sông hiểm trở, bèn ngồi yên trên lưng ngựa mà cười rộ lên mãi. Tướng sĩ ngạc nhiên hỏi, vì sao thừa tướng cười? Tháo nói, ta chẳng cười ai, chỉ cười Chu Du vô mưu, Gia Cát Lượng kém trí, chứ cứ phải tay ta dùng mưu, cứ phục sẵn một cánh quân ở chỗ này thì ta còn đường nào nữa. Nhưng Tháo vừa dứt lời, tiếng trống trận đã vang lên, hai bên sườn núi lửa bốc lên ngùn ngụt. Tháo trũng rồi chân tay khi nghe tiếng thét, ta là Triệu Tử Long đây. Tháo lại chạy thì tra Tưởng Long chỉ cung dọa, vẫn để lối cho Tháo. Tháo chạy khắp thì trời đã hửng đông, một cơn mưa như trút nước xuống đầu khiến quân sĩ áo quần ướt sũng như chuột. Tháo hỏi, mặt trước kia là đường đi về đâu? Có người bẩm, dạ, có hai đường, con đường lớn qua phía nam Dĩ Lăng thì rộng rãi dễ đi, con đường qua phía bắc Dĩ Lăng thì phải xuyên núi, gồ ghề, hiểm trở. Tháo lại hỏi, đường nào về Nam Quận gần hơn? Thì quân sĩ bẩm, đường Nam Dĩ Lăng qua cửa hàng Hồ Lô về Nam Quận rất tiện. Tháo bèn theo đường Nam Dĩ Lăng đi đến cửa hàng Hồ Lô thì quân sĩ đã tê tả, không thể nào lê chân được nữa. Tháo cho nghỉ ngơi. Tháo ngồi dưới bóng trần thưa, bỗng lại ngửa mặt lên trời cười. Các quan hỏi, hồi đêm thừa tướng vừa cười Chu Du với Gia Cát Lượng đã thấy Triệu Vân xuất hiện làm thiệt hại bao nhiêu quân mã, giờ vẫn còn cười. Tháo nói, ta vẫn cười Chu Du với Gia Cát Lượng chưa dùng đúng mưu trí mưu, chứ phải tay ta dùng binh, cứ mai phục một cách quân tại đây. Lấy cái không thả đối kẻ mệt mỏi thì chúng ta dùng có thoát chết chăng nữa cũng bị trọng thương rồi. Chúng nó có biết tính liệu còn bất không, hơi quá, ta nghĩ mà buồn cười. Lần cười thứ hai, còn đang hưng hoang cười nói, vỗ mặt trước, mặt sau quân sĩ cùng kêu lên đinh thổi. Tháo thất tinh bỏ cả áo giáp nhảy lên ngựa, quân lính hầu hết không kịp giáp ngựa, trông ra bốn bề khói lửa ngùn ngụt. Một cánh quân đổ ra vây đánh. Viên đại tướng chỉ huy chính là Trương Phi, tay dương bá xà mâu.
miệng hét lớn, với giặc Tào còn chạy đi đâu nữa, quan quân thấy Trương Phi ai cũng hồn siêu phức lạc. Hứa Chữ phải cưỡi ngựa không yên ra nghênh chiến. Tháo vẫn chạy, chạy mãi đến phía trước có hai ngã đường quân sĩ lại hỏi, xin thừa tướng cho biết đi về ngã nào. Tháo hỏi lại, đi ngã nào gần hơn. Con đường lớn bằng phẳng dễ đi, nhìn xa hơn 50 dặm. Con đường nhỏ qua Hoa Dung thì gần dược 50 dặm, nhưng lối tắt nhỏ hẹp hiểm trở lại núi công vừa kịp khó đi. Tháo sai trinh sát trèo lên núi cao xem, khi họ trở về báo trong con đường nhỏ trên núi có khói lửa bốc lên mấy chỗ, con đường lớn thì im liền chẳng thấy động tĩnh gì. Tháo bèn ra lệnh theo đường nhỏ mà chạy. Các tướng hỏi, chỗ có khói lửa, chắc có quân mã đóng, sao lại đi đường ấy? Tháo cười mà nói, há không nhớ binh thư có câu hư là thật tức là hư, và các lượng đã mưu nên sai người vào núi đốt lửa khiến quân ta không dám theo đường nhỏ, rồi nó phục binh ở đường lớn gậy ta chứ gì. Ta thừa biết rồi, hắn lừa ta thế nào được. Các tướng đều nói, thừa tướng tán liệt sâu xa không ai dám sánh kịp. Thế là nhóm tàn quân bại tướng kéo vào con đường tắt Hoa Dung. Bây giờ người đã đói lả, người đã bỏ nhừ. Chợt thấy tiền quân dừng lại, Tháo vội hỏi có chuyện gì, tướng Tiên Phong khóc và bẩm là đường rừng ở phía chân núi mới bị mưa to sạt lở không tiến được. Tháo mắng, sống chết không mệnh, còn khóc làm gì, ai khóc là chém. Thế là ba phần người ngửi thì một bị bỏ lại phía sau, một phần xa lại sống dở, chết dở dưới buồn, phần còn lại qua phát đi theo Tháo. Khi đã qua đoạn hiểm trở đến chỗ đường bằng phẳng phiêu, Tháo nhìn lại chỉ thấy còn có hơn 300 quân kỵ mã, ai nấy đều trắp áo vào, lệnh giáp hình dáng tiều tiêu vô cùng. Tháo mới rút đi mau. Các tướng bẩm, ngựa kiệt sức rồi xin người cho nghỉ một chút. Tháo thì nói, cố chạy thẳng về Nam quận rồi nghỉ ngơi một thể. Các tướng miễn cưỡng đi theo. Đi chưa được vài dặm, Tháo đừng ngồi trên yên võng lai dơ trôi về phía trước mà cười sạc sạc. Các tướng hỏi, sao thừa tướng còn cười nữa? Tháo nói, người ta cứ rộn Chu Du và Gia Cát Lượng thúc trí đa mưu, nhưng cứ như ta xét đây thì rốt cuộc cũng chỉ là lũ vô dụng. Tự hỏi nếu chúng quyết phục một cánh quân ở chỗ này thì có phải là chúng ta chỉ còn đưa tay chịu trói ấy không? Lần thứ ba, nhưng Tháo vừa dứt lời đã nghe tiếng pháo lệnh nổ đùng, rồi 500 quân tinh đinh bên trái ra đón chặn. Viên đại tướng đi đầu chính là Quan Vân Trường, cầm thanh long đao, cưỡi ngựa xích thố đứng chặn lối đi. Quân Tào thấy tế bạc phía bay hồn ngơ ngác nhìn nhau như men di sản. Tào Tháo quay lại bảo các tướng, đến nước này đành điều một trận tự chiến, chứ còn biết sao. Tướng sĩ nói, quân tướng không hèn, nhưng ngựa kiệt sức rồi, không thỉnh được nữa. Trình Dục bảo Tháo, tôi phần biết Quan Vân Trường cao nghị khí, nào với người thân mà không nỡ giúp kẻ kém, khinh mạng kẻ mạnh mà không lấn át kẻ yếu, thành nghĩa rõ rệt, ân oán phân minh. Nay trước thừa tướng có ân tình với ông ấy giờ nên thân cha mà nói khéo thì mới thoát được nạn này. Tháo nghe lời thúc ngựa phía trước nghiêng mình chào Vân Trường, tướng quân từ bấy đến nay vẫn mạnh khỏe chứ. Vân Trường cũng nghiêng binh đáp lại, chào thừa tướng phủ nay phân mạnh quân sư đời đây đã lâu rồi. Tháo nói, Tháo này binh bại thế nguy, đến đây không còn đường chạy, vậy mong tướng quân nghĩ đến chức tình ngày trước cho nhau. Vân Trường nói, ngày trước tuy có mang chức tình của thừa tướng, nhưng tôi đã chém Nhạc Nương, giết Phong Sứ Giả Nguy thành bạch mã. Vì hôm nay là vì công, không dám vì tình riêng mà bỏ được. Tháo lại nói, thế thì kỳ qua năm bại chém tướng và Thi Phổng còn nhớ chăng? Đại trưởng phu vốn trọng điều tính nghĩa, tướng quân trong hiểm nghĩa xuân tru há không nhớ việc phụ công chi tư đuổi tự trạc từ sau. Quan Công vốn là người coi trọng nghĩa như non cao, hồi tưởng trước kia Tào Hầu đã mình biết bao nhiêu ân nghĩa lại nghĩ đến việc phá ai chém tướng mà đi thì mùi lòng xúc động, lại thấy quân Tào trúng sợ như bất hồn, ai lấy trồng trấn nước mắt như sắp khóc cào nên thì càng không nỡ. Ông đành quay đầu ngựa về phía sau lệnh cho quân tướng chạy ra hai bên, rõ ràng là ý buông tha cho Tháo. 3. Tam cầu Gia Cát Lượng. Lần cầu thứ nhất, năm 208, Tào Tháo điểm 83 vạn quân tiến xuống phía nam với tham vọng thống nhất Trung Quốc. Quân Ngụy rất hùng mạnh, tràn đầy khí thế sau những chiến thắng liên tiếp ở miền Bắc, đặc biệt là sau khi tiêu diệt 70 vạn quân Viên Thiệu. Áp sát bờ sông Trường Giang, quân Tào cắm trại, hoành hoang gửi lời thách đấu tới cả Giang Đông, khi ấy đang ở dưới quyền cai trị của Tống Quyền. Trước áp lực ngày càng lớn của Tào Tháo, Lưu Bị và Tống Quyền buộc phải kết thành liên minh. Gia Cát Lượng, quân sư của Lưu Bị thân hành sang sông, đến phối hợp tác chiến cùng Chu Du, đại đô đốc của Đông Ngô. Tuy nhiên, các tướng Đông Ngô thường ghen tị với tài năng của Gia Cát Lượng nên nhiều lần bày kế hãm hại ông. Một lần, họ nói rằng để đối phó với quân Phương Bắc cần 10 vạn mũi tên trong vòng 10 ngày và yêu cầu Gia Cát Lượng làm giúp. Gia Cát Lượng ung dung nhận lời, lập quân lệnh rằng nếu bạn ngày không đáp ứng ngựa thì sẽ phải mất mạng. Gia Cát Lượng dành 2 ngày đầu chuẩn bị trong bí mật. Ông huy động 20 chiếc thuyền và bố trí 30 binh sĩ trên mỗi thuyền. Sau đó xếp quanh nhóm lính thật nhịn lính giả làm bằng rơm. Phần ngày thứ ba, ông nhờ người bạn Lỗ Túc bí mật gặp đàn để ông cầu sương mù thành công. Để đảm bảo bí mật, ông đưa theo Lỗ Túc dẫn tất thuyền vượt sông Trường Giang tiến đến thủy trại quân Tào.
Sương mù dày đặc che phủ lòng sông, Gia Cát Lượng lệnh cho lính của mình hòa và đánh trống trận. Việc ấy kinh động đến tận hộ trướng của Tào Tháo. Hoang mang khi nghe tiếng hò hét, lại bị che lấp tầm mắt vì sương mù, Tào Tháo ra lệnh cho quân sĩ bắn tên vào ạt về phía tiếng động phát ra. Tên bắn ra cắm trôi trụ vào những lính trầm trên thuyền. Khi các lính trầm bằng một ký bị găm đầy mũi tên và thuyền bị nghiêng, Gia Cát Lượng cho quay thuyền ngược lại để tiếp tục nhận tên. Cuối cùng, sau khi ước lượng rằng đã lấy đủ 10 vạn mũi tên, Gia Cát Lượng ra lệnh các thuyền chở tên quay trở về. Các tướng lĩnh nước Vu ra đón ông trong hộ thẹn. Do kế hoạch hoàn hảo của Gia Cát Lượng, quân đội Thục Mô có đầy đủ vũ khí để sẵn sàng cho cuộc chiến tranh. Sau đó trận xích bích diễn ra, 10 vạn mũi tên góp phần quan trọng cho chiến thắng của đội quân phương Nam. Họ đã chặn đứng sự bành trướng của Tào Tháo, khiến cự tướng nhà Hán phải thua chạy dài với tàn quân ít ỏi. Sau trận xích bích, thiên hạ tam phân thành kế chinh phạt. Cục diện này kéo dài đến gần 60 năm sau. Lần cự thứ hai, Chu Du muốn đánh Hỏa Cung nhưng mùa đông chỉ có gió Tây Bắc thổi ngược về phía quân Ngô mà không có gió Đông Nam thổi về phía quân Tào nên lo lắng thành bệnh. Khổng Minh và Lỗ Trúc đến thăm, nói bệnh của Chu Du là tâm bệnh, lại viết phương thuốc cho Chu Du là một bài thơ. Muốn phá Tào Cung phải dùng Hỏa Cung mọi thứ được cả chỉ thiếu gió Đông. Viết sống đưa cho Chu Du xem và nói tăng bệnh của Đô Đốc ở đây. Du xem xong giật mình nghĩ rằng, Khổng Minh là thần thánh biết hết cả ruột gan của ta, ta cần phải nói rõ sự thật mới xong, rồi cứ nói với Khổng Minh, tiên sinh đoán đúng bệnh của tôi, phải dùng thuốc gì mới trị được, tình thế cấp bách lắm rồi. Khổng Minh nói, tôi tin rằng bất tài, nhưng được một dị nhân tặng bát môn độn giáp thiên thư nên có thể gọi được gió, bảo được mưa. Nếu Đô Đốc muốn cầu lấy gió Đông Nam thì phải lập đàn tại núi Nam Bình gọi là đàn thất tinh, đề cao chính thức, chia làm 3 tầng, dùng 120 ngựa thâm cơ xung quanh. Tôi xin nên đàn dùng phép mượn gió Đông Nam trong 3 ngày, 3 đêm để Đô Đốc dùng binh, Cố Đốc nghĩ thế nào? Du nói, chẳng cần 3 ngày, 3 đêm chỉ một đêm gió tài là xong việc, nhưng xin tiên sinh phải làm ngay cho giới để chậm chạp. Khổng Minh nói, ngày 20 tháng 11 là ngày Giáp Tý bắt đầu tế gió đến ngày 22, nhà Bính Dần là ngày gió im có được không? Du nghe Khổng Minh nói mừng lắm đứng rạng dậy. Lập tức sai 500 quân đến Nam Bình lập đàn và điều 20 tên lính cầm cờ ở giữa sẵn sàng nghe lệnh. Khổng Minh từ biệt Chu Du cùng Lỗ Túc lên ngựa đến núi Nam Bình, xem xét địa thế, sai quân lính lấy đất đỏ ở phía đông nam cắt đàn, rồi bố trí tầng giữa cam 28 lá cờ sao, phía đông 7 lá cờ theo hình tròn sao thanh đông, tức tông trắng xanh, đốc, căn, đê, phòng, trấn, phỉ, cơ. Phía bắc 7 lá cờ màu đen theo hình chòm sao huyền phủ, tức con rùa đen, đẩu, gượng đử, hực, quy, hất, bích. Phía tây 7 lá cờ trắng theo hình chòm sao bạch hổ, tức con hổ trắng, quê, lâu, vị, mão, tức, chủy, sâm. Phương Nam 7 lá cờ đỏ theo hình chòm sao chú tước, tức con sẽ đỏ, tỉnh, quỷ, liễu, tính, trưng, dược, dẫn. Tầng 2 cắm 64 lá cờ xung quanh theo phương vị 64 quẻ, hướng ra tám mặt. Tầng trên cùng dùng 4 người, người nào cũng phải đội mũ bịt tóc, mặc áo thê thâm, áo dài vai rộng, quần phương, giày phương. Đằng trước một người đứng bên tả, tay cầm cái cần dài trên đầu cần có cắm lông gà để chiêu gió. Một người đứng bên hữu cũng cầm cái cần dài trên đầu bù cơn hiệu thức tinh để thay đổi hướng gió, hai người ở phía sau. Đến nhờ hoàng đào của ngày 20 tháng 11, Khổng Minh tắm gội sạch sẽ, mặc áo phù thủy, xả tốt, đi chân không lên đàn làm lễ. Dặn Lỗ Túc ông về giúp Chu Du điều quân, nếu tôi cầu không được gió cũng đừng nên trách. Lỗ Túc từ biệt ra về, Khổng Minh lại lệnh các tướng sĩ coi đàn cấm không được ai bỏ vị trí đi chỗ khác, không ai được quay đầu ghé tai nói năng bậy bạ, không ai được thất kinh, sợ hãi. Ai trái lệnh chém. Hôm đó, Khổng Minh lên đàn thắp nhang, làm phép cầu 3 lần, vẫn chưa có gió. Đến canh hai, gió Đông Nam thổi tới rất mạnh, quân Ngô nhân cơ hội đó châm lửa phóng hỏa đốt sạch chiến thuyền quân Tào. Khi gió đông tới, Chu Du vừa vui mừng vì sắp đánh thắng quân Tào, vừa kinh sợ vì tài năng sai khiến cả quỷ thần của Khổng Minh, cho rằng người này nếu để sống thì thế nào cũng gây họa lớn cho Đông Ngô, chỉ bằng giết thúc thì khỏi do về sau. Chu Du lập tức ra lệnh cho thủ cấp là Ninh Phụng và Từ Thịnh tới đài thất tinh để giết Khổng Minh, phán rằng không phải hỏi han gì cả, cứ việc chặt phân đồi và các đường về lệnh thổ. Hai tướng tuân lệnh, nhưng khi tới nơi thì ông đã lên thuyền đi mất. Thì ra Khổng Minh đã đoán trước khi gió đông tới, Chu Du sẽ ra lệnh giết mình, nên ông đã bí mật gửi thư, dặn dò Lưu Bị cử người tới đón ông vào đúng đêm hôm đó. Từ Thịnh sai kéo buồm thuyền chạy nhanh như gió, đuổi sát kịp thuyền của Gia Cát Lượng. Khung Bùm Thịnh đứng trên mũi thuyền gọi to, quân sư đừng đi vội, Đô Đốc có lời mời. Gia Cát Lượng đứng sau thuyền cười ha hả nói, ông về bẩm với Đô Đốc dùng binh cho khéo. Lượng tôi tạm về Hà Khẩu, khi khác sẽ đến hậu. Thịnh lại nói, xin hãy dừng thuyền một chút, có việc khẩn cấp muốn nói. Lượng nói, ta biết Đô Đốc chẳng dung, thế nào cũng sai giết ta nên đã dăng trước Tử Long đến đón, tướng công không phải đuổi theo nữa. Thịnh thấy thuyền Lượng không căng vùng cố sức đuổi theo.
Khi đuổi gần kịp thì thấy Tử Long Dương cũng đứng ở đầu thuyền gọi to lên rằng: "Ta là Triệu Tử Long ở Thường Sơn đây, ta phụng mệnh đến đón cung sư, sao ngươi dám đuổi theo? Đáng lẽ ta cho một phát tên khất nữ đời ngươi mới phải, nhưng em mất tên hoa hảo giữa hai nhà. Song ta cũng phải cho ngươi biết tay mới được." Dứt lời bắn một pháp đức văng ngay cục buồm của thuyền Từ Thịnh, đánh buồm rơi xuống sông, thuyền quay ngang. Triệu Tử Long liền sai dâm buồm theo gió mà đi, thuyền lao phùng phục như tên bắn, để lại cho Chu Du một nỗi sợ vô bờ. Lần cầu thứ ba, Khổng Minh Lâm bệnh nặng, biết thọ mạng của mình sắp hết tay. Ông bèn dùng phép dân sao, trong vòng 7 ngày bày ra 49 cây đèn quay quanh cây đèn chủ mạng, nhằm xin trời cao cho kéo dài mạng sống để ông tiếp tục sự nghiệp phục hưng nhà Hán. Nếu sau 7 ngày 7 đêm mà đèn vẫn sáng thì thành công, nếu đèn tắt thì thất bại. Đến ngày thứ 7, Tư Mã Yến nhìn thiên tượng biết Khổng Minh bị bệnh, cho quân đến thăm dò trước trại khắc đánh. Ngụy Diên chạy vào trướng báo tin, chẳng ngờ đạp mạnh quá làm tắt ngọn đèn chủ vị, thế là phép dân sao thất bại. Khương Duy giận lắm, rút gươm muốn giết Ngụy Diên, Khổng Minh cản lại. Sau đó ông gọi Khương Duy lại truyền thụ 24 thiên đinh thư do ông viết ra. Sau đó ông dặn dò các tướng phải đề phòng quân Ngụy tới đánh phần Ngụy Diên làm phản cùng kế sách đối phó. Sau thuộc chủ sai sứ tới hỏi việc hậu sự, Khổng Minh đáp rằng tự nguyện có thể thay ông làm thừa tướng. Sau đó là phía y đã tới đó thì mất, hưởng dương 54 tuổi. Tán mạng về chữ Tam trong Tam Quốc diễn nghĩa, tôi phụng rằng cũng vì chữ Tam mà với Chu Du tức quá, kêu lớn một tiếng, hộc máu mà chết. Tào Tháo khi thoát chết lại có ba lần cười tại trận Xích Bích. Dời ơi, người ta sống ở đời đều có số mệnh cả. Đến giỏi chim đoán như Gia Cát Lượng không khúc, không cười chỉ lập đàn cầu dời để gia tăng tuổi thọ, cũng không thành mà phải than rằng số trời đã định, không sao trái được, rồi chết hưởng thọ 54 tuổi,